trước mắt các bạn đây là một con đỉa bình dương siêu cấp của anh bảy ông cháu đã nuôi nó được khoảng thời gian rất lâu rồi đó cụ thể là hai tuần mọi người ạ à. tính ra thì thịt đỉa chiên giòn cũng ngon nhưng bảy trọ sẽ đợi em nó lớn thêm tí nữa mới triển đó đó nhìn cơ thể của nó đang ngọ nguậy cute phi mai que chưa kịp các bạn thấy đỉa bình dương dễ thương thì hãy comment xuống phía dưới cho mọi người cùng biết nhé nào đỉa mau ngóc cái đầu lên chào khán giả đi chứ cứ im ỉm làm gì vậy có vẻ thằng cu con khá ngại ngùng khi lần đầu đứng trước máy quay đủ mé mày tính trốn đi đâu hả một khi đã vào tay của bảy bóng thì đừng hòng thoát được nhé giờ anh bảy sẽ thả bé đỉa lên tay của mình vãi trưởng mới chạm vào tay của bảy trọ thôi mà thanh niên đỉa đã nổi máu chích chích hút các bạn nhìn nè khi mà đỉa đâm thủng được lớp da bên ngoài của con mồi chúng sẽ tiết ra một loại dịch chống đống máu để sử dụng tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp á đủ mé bỏ anh bảy ra nào con lợn này bám chặt quá nhỉ các bạn trông thấy cái bụng co giãn của con đỉa chứ nó đang co bóp để hấp thụ máu từ bảy trọ đấy sau một lúc chích chích hút thì đây là thành quả nè các bạn giờ trông nó có khác gì con lợn nái đâu chứ mập chảy thay luôn bé nó cũng dễ thương phải không các bạn, anh bảy vút ve lên cơ thể đỉa nhưng nó béo quá rồi chẳng thể di chuyển nổi nữa. Nói chung là ông cháu sẽ nuôi nó lớn lên tầm vài cân nữa thì sẽ rủ non nom sang bên Nhật là bữa đỉa luộc xào xả ớt. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một con cá mú anh bảy mới mua tại chợ Bình Dương. Con lợn này có màu trắng đốm đen khá quý hiếm, nghe nói bảy trọ phải bỏ 10 tỷ đô la mới tậu được em nó về đấy nhé. Vãi trưởng nhìn nó lượn lờ xung quanh cộng thêm quả mắt lồi cực kỳ ỉa chảy hài hước quá mọi người ạ. À. Tính ra thì loài này thịt cũng rất ngon, không biết anh bảy sẽ bỏ nó lên chảo dầu hay nhúng lẩu nữa. Còn đây là một con run đất Nam Cực, bảy trọ phải lặn lội tới tận Nam Cực để kiếm được một bé thế này về đó mọi người, cũng kỳ công ra phết. Các bạn nhìn thấy kích thước của nó dẹp và to hơn run đất bình thường khá nhiều đúng không? Ngoài ra bé run này có bộ lông sắc đỏ bên rìa cơ thể của nó nữa ơ ờ, ơ ờ, con cá mú tính làm gì vậy chắc nó nhìn thấy con mồi ngay trước mắt nên tính đớp đây mà ok giờ bảy trọ sẽ thả con run vào bể vãi trưởng luôn cá mú nó táp phát một đứt đôi người bé run nam cực trông nó ngố ngố vậy thôi nhưng bên trong cái mỏ hỗn kia là cả hàm răng sắc nhọn đấy các bạn ạ à. bé run chắc ngủm củ tỏi luôn rồi bữa ăn này có lẽ sẽ giúp cá mú sống thêm được vài ngày ơ ờ, thanh niên này mới ăn được tẹo đã chán rồi à bụng dạ méo gì mà kém thể nhể sau một tiếng đồng hồ tiêu hóa, bé cá mú lại tiếp tục đớp phần thân của Jun Nam cực. Cái kết là ông cháu đã bị anh bảy nướng cháy đen thui mọi người ạ. À. Có điều phần thịt bảy trọ sẽ để nó sống ăn xa simi nữa. Bóc hết lớp cháy bên ngoài để lộ ra phần thịt trắng phau. Đây chính là diện mạo mới của bé cá mú nè các bạn. Đó mọi người thấy hàm răng cute này chứ bảy trọ mà cho tay vào thì sau này anh sẽ có biệt danh bảy chín ngón cho coi nói chung là anh bảy chúc mọi người một bữa trưa ngon miệng nhé giờ ông cháu sẽ mang nó đi chiên dầu ở tình huống tiếp theo lại một ngày rảnh háng của anh bảy sau khi làm thịt con cá mú xong thì ông cháu ra ngoài đi dạo hóng gió anh bất ngờ phát hiện một cái chum bên trong đó là môi trường lý tưởng để loài muỗi vằn sinh sống anh bảy dùng vợt hớt qua hớt lại xem có thứ gì không ấy thế mà lại có rất nhiều ấu trùng muỗi ở trong luôn các bạn ạ Giờ sẽ đổ chúng vào trong xô. Nhìn bọn ấu trùng cọ quậy cũng dễ thương phết đấy chứ. Con gái bảy trọ cũng nghịch nghịch cái chung. Cẩn thận không lại lọt tỏm vào đó bây giờ. Ngoài ra còn có một con ấu trùng chuồn chuồn nữa. Loài này là sát thủ săn ấu trùng mũi Á các bạn. Trước mắt mọi người đây là con ấu trùng mũi. Nó đang bị kiến đạn cắn nhức hết người. Có lẽ thằng cu con sẽ bị mang về tổ và làm thịt anh bảy mang tất cả những sinh vật hôm nay lụng được về nhà giờ anh sẽ cho bé ấu trùng chuồn chuồn này bữa tối thịnh soạn với rất nhiều ấu trùng mũi đó đó chỉ cần một táp thôi thì một cháu sẽ đi tong sang ngày hôm sau, anh Bảy đã phát hiện có rất nhiều mũi trong hộp, chắc chắn là do bọn ấu trùng tiến hóa lên rồi. Đầu tiên thanh niên sẽ cho con bọ ngựa kỳ gai của mình ăn sáng, mặc dù mũi đang bay nhưng cũng không thể thoát khỏi đôi càng của kỳ gai. Anh Bảy thả thêm nhiều mũi nữa vô trong, vãi trưởng thanh niên bọ ngựa bắt mũi hai tay luôn chứ. À đâu, là ba đến bốn con ấy, chắc chắn sẽ là một bữa tối thịnh soạn cho kỳ gai để nó có thể phát triển nhanh hơn nữa. Càng lớn nhanh thì anh Bảy càng có đồ ăn ngon thôi ha ha. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là con kỳ gai 4 tuần tuổi, nó đã ngủm củ tỏi rồi mọi người ạ à. do anh bảy cho thằng cu ăn chơi xa đọa quá nên nó vô tình bị nhiễm run sán ký sinh trong cơ thể cái kết thanh niên đã ra đi mà chưa kịp có người yêu đây chính là hung thủ đã hãm hại kia gai nè các bạn run sán sẽ ký sinh trong bụng của bọ ngựa và ăn toàn bộ nội tạng đến khi no nê nó sẽ chui ra ngoài giờ anh bảy sẽ nhẹ nhàng cắt đôi cơ thể của bọ ngựa con run sán nó sẽ có hình dáng như thế này nè các bạn cuộn tròn để vừa khít với bụng hiện tại bảy trọ đang bắt con Jun phải trả giá anh thả nó vào bể của mấy chiếc tiểu cường bơi lội nghe nói bọn rán nước khoái món này lắm mọi người ạ à. ông cháu còn thả xác của ki gai vào nữa vĩnh biệt em nó luôn ái chà có một bé tiểu cường đã tới tắp bọ ngựa sau đó đồng bọn của nó cũng ồ ạt lao tới cắn xé đen đùi ghê chứ anh bảy nuôi bọ ngựa lớn như này rồi mà lại không được đem nó lên chảo dầu chiên giòn thật tiếc quá mà sau một thời gian ngấu nghiến có vẻ ki gai chỉ còn lại cái xác lũ tiểu cường cũng có một bữa tối no nê phê tới bến lại một ngày rảnh háng của anh bổn hôm nay anh cùng cam mezaman đi ra biển sầm sơn thanh hóa kiếm chút hải sản về nhấm rượu đập vào mắt các bạn đây là một chiếc bánh xe nhìn thì có vẻ bình thường nhưng nó là căn cứ mật để những con sò hến cư ngụ đấy nhé dấu vết này thì chắc là có bé cá đuối nào đó vừa tắm mát quanh đây thì phải nó phải cỡ cặp mông quyến rũ của anh bổn các bạn ạ à, xinh quanh đây bùn nhớp nháp quá trời sắp tờ mờ sáng nên thủy triều đã rút khá sâu ra ngoài biển ây ra anh bổn vừa phát hiện được thứ gì đó nó chính xác là một bé nhím biển cuteformai que hình như em mới chơi Free Fire hay sao mà có quả sờ kim độc lạ bình dương quá vậy còn đây là bé ốc biêu vàng kế đó có thêm một con ốc đá gai góc thời điểm nước biển rút chính là lúc mà mấy bé sinh vật có vỏ như ốc chai sò hến đi kiếm ăn ê có thứ sủi bọt dưới nước kìa anh bổn thử đào vài lớp cát lên xem có gì không có khi may mắn lại đào được cả cục vàng nổi ấy chứ ông cháu rắc một ít dung dịch thuốc hồi trinh vài bãi cát mà đột nhiên có sinh vật gì đó ngoi dậy đó là ốc móng tay. Lười này thường ngụp lặn dưới đáy xã hội để ăn những sinh vật phù du. Nghe nói ở Việt Nam người ta làm ốc móng tay xào bơ ngon làm á nha. Lụm thêm được một bé nữa nè. Anh bổn sẽ cố gắng thu nạp vài chú ốc nữa về nhúng lẩu chấm muối ớt thì hết sảy con bà bảy luôn. Nếu ai còn chưa biết lọ dung dịch này cả gì thì để nom nom giới thiệu nhé. Anh bổn đã tốn 6 tỷ 9 mua lọ thuốc hồi trinh từ Việt Nam về để bắt côn trùng và hải sản á. Ây ra tại đây đúng là có nhiều ốc móng tay thật đấy. Nãy giờ bổn lọ phải lụng cả mấy chục con rồi. Với cái tật thích ăn sống thì anh Cam Mezaman đã bỏ em nó vào môn anh bổn cũng thử phát thì vị của nó như cứt vậy thôi về nấu chín sẽ an toàn hơn nhé hí hí nhìn bé nó ngoi đầu lên hài chưa kìa. mà lọ thuốc hồi trinh này đúng hiệu quả luôn cứ thả vào những chiếc hốc cát nhỏ thì dường như con ốc móng tay nào cũng phải ngoi lên chào anh bổn một cái ngoài ra ông cháu còn lụm được một bé sò lông khá to bà nội bổn lò kể rằng loài này khi đạt đến kích cỡ nhất định sẽ sản sinh ra hạt ngọc trai quý hiếm dù sao thì em nó chắc chắn sẽ vô dạ dày của anh bổn mà thôi sau một đêm thăm ngàn thì cuối cùng ông cháu và đồng bọn đã lụm được bằng này sinh vật nè các bạn chắc chắn đêm nay anh bổn sẽ có một bữa buffet hải sản ngon nhức nách Sáng hôm sau, do chưa thỏa mãn với mấy con ốc móng tay xào bơ nên bổn lỏ tiếp tục hành trình đi tìm kiếm những loài sinh vật kỳ lạ. Đập vào mắt các bạn đây là một chú bướm đêm có màu sắc khá sặc sỡ. Tương truyền rằng những con bướm có nhiều họa tiết hoa văn thì chúng đều là những con bướm. Thêm một em bướm đen xỉ khỏe mạnh nè. Tiếp theo là một chú nhện người như Nom Nom từng nói ở mấy video trước. Con lợn này vừa tham gia sở Biderman du hành vũ trụ nhện cùng Mai Mozalet. Á à, mọi người ái trà chiếc bướm này có màu sắc ảo lòi quá, xanh đen pha chút nâu nâu trà sữa. Ủa lại thêm bé nứa nữa đang đậu vào tay anh bổn có điều kích thước của nó có xíu à bỏ dạ dày không si nhê lắm nên anh bổn sẽ cho em lên chảo dầu ây cha cam -e men còn lụm được một em sặc sỡ hơn nữa này hôm nay không bắt được chim mà chỉ toàn bướm thế này thôi à tiếp theo anh bổn phát hiện con rắn mối có hình thù khá nét nếu để ý kỹ thì nó có một chiếc đuôi sọc xanh ra trời và xanh lá luôn kìa mọi người ơi có ai biết đây là loài con trùng gì không comment xuống dưới cho nom nom biết nhé nhìn nó bọ không ra bọ mà nhện không ra nhện luôn chắc hẳn đã có mỗi tình vụng trộm nào đó xảy ra để chuẩn bị cho chuyến săn vào buổi tối, anh Bổn và đồng bọn đã làm một túi thức ăn nhanh với mục đích là dụ bọn côn trùng tới, đỡ phải mất công đi kiếm, sau đó sẽ chia ra thành từng phần nhỏ bỏ vào trong túi, để lên những thân cây xanh như này, đi loanh quanh Bổn lỏ phát hiện một chiếc run đất công nhận nhìn em nó rất giống, một con run, bên cạnh đó, anh Cam Mezamen đã tạo ra lớp vải trắng, chiếu đèn neon lên để dụ bọn côn trùng, để xem Bổn lỏ tìm được gì nào, hello nhện người, thôi bỏ qua em nó đi, trước mắt các bạn đây là một chiếc bọ cánh cứng, trông vẻ ngoài nó khá cứng như cái tên của nó vậy. À chà Cam Mezamen vừa phát hiện một em dế mèn phưu lưu ký, bà cố anh nói những con dế như này phải hàng nghìn giây mới xuất hiện một lần chứ ở Việt Nam thì nom nom ra ngoài ruộng thì cả rổ luôn. Không nói nhiều, ông cháu đã lụm nó về nhà, lật dưới lớp cổ khô này lên là một bầy cuốn chiếu có màu sắc khá sặc sỡ. Nhìn chúng như những con cuốn chiếu vậy các bạn ạ. À. Tiếp theo là một em bọ chết nguyên tử, người ta đồn rằng chú em này đá bóng rất giỏi và sắp có quả bóng cười thứ 8 đến nơi rồi. Aza đã lâu chưa gặp lại rết cụ tổ, hình như nó vẫn chưa hấp thụ đủ mana để hóa khổng lồ hay sao ý còn đây là chiếc bọ nhện chúc mừng cháu sẽ là ứng cử viên nặng ký để lên chảo dầu các bạn thấy vết chỉ trắng dài này chứ nó chính là một con run sán nhìn nó giống con run ghê chưa à à, à. anh Cam Mezamen nhà ta đã tìm ra nơi ẩn nấp của bé na không trần trừ ông cháu xin ít nọc độc của em nó về để khi nào hơi chán đời có thứ mà nhâm nhi trời má nhìn sởn gai ốc quá đi anh bổn thả bé na trở về rừng bên cạnh đó còn có một chiếc rùa cute đang bò dưới đất nó thấy bổn lỏ xấu trai quá nên sách xếp chạy khỏi đây luôn ê lại một em nữa nè nhìn ẻm bẽn lẽn chưa kìa anh có làm thịt mấy chú đâu mà cứ phải sợ như vậy nhỉ ái chà chiếc xén tóc này lại trốn bà đi chơi hay sao vậy? mới nhớ hôm qua nó còn ở nhà nom nom nhỏ tóc trắng cho bà mình mà ta đủ mé mày cắn đau vậy dưới nước có khá nhiều nòng nọc nhưng thứ anh bảy muốn kiếm chính là bé bọ nước này ây cha con quỷ sứ này là gì vậy các bạn biết không màu sắc và kích cỡ cơ thể của nó lạ quá tiếp theo là một bé bướm bóng đêm trên cánh nó có hai con mắt agamoto của phù thủy tối thượng kìa mọi người công nhận anh bổn hôm nay có duyên với mấy chiếc bướm này ghê được gặp gỡ rất nhiều loại bướm sặc sỡ khác nhau nhưng đặc điểm chung của bọn chúng là đều sẽ lên nồi lẩu của bổn lò hết trước mắt các bạn là bầy bọ chét vàng chúng có vẻ đang tâm sự thầm kín với nhau hay sao mà bâu hết vào chiếc lá vậy còn đây là loài nhện tarantula vì nó rất độc nên anh bổn quyết định sẽ giúp em nó đi vào dạ dày của mình để thanh lọc chất độc ái trả lại thêm em nữa trốn dưới thân cây bé nhện này tập sim hay sao mà đô thế nhể xứng đáng được lên nối cùng người anh em tarantula vừa rồi còn đây là bữa ăn của một con nhện vàng châu á em nó vừa mới đấm nhau với tiểu cường và giành phần thắng, ê ê thằng Cam Mezamen kiếm đâu lắm rắn vậy bay, vãi trưởng thật chứ nhìn ông cháu cầm tay chân mà nom nom nổi hết cả da gà da vịt cũng may đây chỉ là nhũ bé na không có độc bổn lỏ sẽ tạm thời thả em nó về rừng, ủa đâu ra con cua mặt trời ngầu lòi này vậy, cạnh đó còn có một chiếc chảo chuột ngồi dặn ỉa nữa tính ra khu rừng này ngoài bướm còn khá nhiều bé na luôn nhá mọi người, đây là bé rắn hổ cực hồ cực độc, lần này anh Cam Mezamen không dám cần nó lên tay nữa rồi, nhìn nó hé mồm chào anh bổn Cu Te for mai que ghê ông cháu mà để nó Đớp cái là xác định về với tổ tiên luôn nhé. Bổn lỏ phát hiện một con có ghẻ khá to. Anh phân vận không biết có nên mang về nhúng lẩu hay không nữa. Tính ra thịt cóc cũng chẳng ngon lắm. Quay trở lại với túi thức ăn bẫy con trùng. Ái chà có nhiều chú bé đần đã bị lừa tới đây. Đặc biệt là mấy cháu Kabuto Aigo cắn đau vãi trưởng ạ. À. Video giải trí đời sống có tầm chút đá của Nom Nom đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy video hay hãy cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nhé. Bye bye.